Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cũng như tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavlog nha. Thì hôm nay một lần nữa mình trở lại cái khu mộ ở trên vùng sát ra biên giới Campuchia nha. Khu mộ mà có hai ngôi mộ, cô gái chết trẻ người 19 tuổi, 17 tuổi và mất vào năm 1978. Thì mình đến đây là cái này là mình quyết định là mình đặt máy đây nha. Mình xem thử coi có những cái lời đồn có thật sự như vậy không, thì cái gì cũng là tin đồn thôi, nó không có thiết thực lắm. Mình muốn đến tới chỗ đây để mình tìm hiểu xem đúng thì như vậy không đó nha. Đây là ngôi mộ của hai cô gái. Thì hôm nay mình cũng quay ngắn gọn thôi, mình đặt máy liền luôn. Mình sẽ đặt ở phía sau hơn phía trước, tại mình không thể đặt được cái nhà, nó không có cái chỗ để mình đặt máy. Thì mình đặt ở phía sau này. Thì mình sẽ dừng máy khoảng một giây lát để mình bài đồ cúng nha nha. Cái nhà hôm nay mình thì mình đặt máy như thế này. Thì ở đằng trước mặt camera của mình á, ví dụ trước mặt cái 21 của cô gái thì mình không thể đặt được, tại dưới đó nó không có khoảng trống nào để mình dựng máy, cho nên mình dựng ở phía sau. Thì giờ mình đặt mình cúng cái này nha. Thì đây xa có người cũng thích đặt cúng.
cái gì kỳ vậy trời? Đứng nào đứng cũng mà tại sao cứ bao nhiêu cái ngộ rồi vậy? Rõ ràng là mình sẽ soạn mình thắp nhang mà tự nhiên mình đứng ngay cái mộ đó. Rõ ràng mà chuẩn bị mình đốt nhang lên đốt thuốc mình cúng mình lại đứng ngay cái mộ đó. Không hiểu nổi. Kỳ vậy đó. Mình bỏ túi đồ đây, mình kiếm góc nào xa xa mình ngồi nha.
Cái nhà mình xong đầu về đó nha. Về với nhà sau khi được mình trông thấy là cái nhà cái này lạ quá, mình thấy rõ ràng cái nhà sao lại thì không thấy. Lần sau mình sẽ đến, mình sẽ xin ông thầy một lần để mình được xuất hồn như cả nhà. Thì mình mỗi lần mình xuất hồn mình phải xin thầy, thầy cho mình một cái cây hương, ba cây hương mà trong vòng xài trong vòng là khoảng 24 tiếng hồ thôi, thì mình không có xài được nữa. Là thầy nói là mình đã xin thầy luôn nhưng mà thầy bảo là không có cho mình biết được cái bài chú đó, sợ mình cũng như là ảnh hưởng chứ tính mạng của mình nữa cả nhà, cho nên thầy không cho. Thì
Nhưng mà năn nỉ lắm mới được. Thì lần này mình đến đó thầy, mình năn nỉ thầy thêm một lần nữa nha, cái nhà này đằng sau mình chở anh đây. Thì mình thấy cái vong linh này có ý gì đó muốn nói chuyện gì với mình á. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video nha, hẹn cái nhà vào clip tiếp theo nha. Bye bye nha các nhà.